Chúa, 50 năm biết bao hồng ân. Giáo phận chúng con ngày đêm an bình tươi sáng. Ơn Thiên Chúa ban tràn lan trên khắp muôn nơi. Hân hoan mến Chúa yêu người hạnh phúc tuyệt vời. 50 năm hồng ân chan chứa. Ngàn gian khó muôn ân Thiên Chúa luôn tặng ban, có mẹ dấu yêu hằng luôn bao bọc nâng đỡ. Muôn muôn tiếng ca hòa vang câu hát tri ân, xin tôn vinh Chúa danh người ngời sáng muôn đời. 50 năm hồng ân tràn chứa, luôn hân hoan nhờ mẹ Chúa. Trong tin yêu cùng mẹ vui sống, yêu thương nhau sắc gieo tin mừng. Phận chúng con đồng tâm xây dựng cuộc sống, yêu thương gửi trao cùng nhau xây đắp gia đình, ra đi loan báo tin mừng hạnh phúc nước trời. 50 năm hồng ân chan chứa, luôn hân hoan nhờ mẹ Thiên Chúa. Xin kính mời đoàn khách danh dự tham dự phiên tòa mở án điều tra phong chân phước và phong thánh cho đức cha Pierre Lambert de Lamotte tiến lên lễ đài. Giáo phận chúng con ngày đêm an bình tươi sáng. Ơn Thiên Chúa ban tràn lan trên khắp muôn nơi. Hân hoan mến Chúa yêu người hạnh phúc tuyệt vời. 50 năm hồng ân chan chứa, luôn hân hoan nhờ mẹ Thiên Chúa. Sao tin mừng 50 năm hồng ân chan chứa, luôn hân hoan nhờ mẹ Thiên Chúa. Trong tin yêu cùng mẹ vui sống, yêu thương nhau kính mời cộng đoàn đứng. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây cùng với sự hiện diện của quý đức tổng giám mục,
quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ. Xin mời cộng đoàn cùng lắng động tâm hồn để chuẩn bị tham dự phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây xin kính mời cha lục sự phiên khai mạc giới thiệu tiến trình phiên khai mạc. Tôi là linh mục Gioan Vianney Dương Nguyên Kha, trưởng ấn giáo phận Phan Thiết. Do chức vụ của mình, tôi được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết và là giám mục đương quyền của vụ án, phân nhiệm làm lục sự phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tòa án đặc biệt này được thiết lập theo giáo luật để điều tra về đời sống và các nhân đức, cũng như về danh tiếng thánh thiền của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Phiên khai mạc hôm nay gồm 3 phần. Phần thứ nhất, công bố hồ sơ khởi sự án phong thánh. Phần thứ hai, công bố hồ sơ của phiên tòa. Phần thứ ba, tuyên thệ của Đức giám mục giáo phận, cáo thỉnh viên và các thành viên cuộc điều tra. Giờ đây, xin kính mời Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đọc lời nguyện khai mạc. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay, để khởi đầu tiến trình án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, chúng con nài xin Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con. Lạy Thần trí khôn ngoan, xin hướng dẫn những ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng con. Lạy Thần khí thông hiểu,
xin soi sáng và chỉ dạy chúng con. Lạy thần khí chỉ bảo, xin hướng dẫn sự thiếu kinh nghiệm của chúng con. Lạy thần khí dũng cảm, xin ban sức mạnh trong sự yếu đuối của chúng con. Lạy thần khí hiểu biết, xin hướng dẫn sự thiếu hiểu biết của chúng con. Lạy thần khí đạo đức, xin thúc đẩy cho chúng con nhiệt thành làm việc thiện. Lạy thần khí kính sợ, xin làm cho chúng con trung thành trong việc phụng sự Chúa và làm cho chúng con có thể hành động trong mọi dịp với lòng nhân từ và hiền hậu, bác ái và vui tươi, với sự nhịn nhục và dịu dàng, sự khiêm tốn và trong sạch, để tô điểm cho đền thờ Chúa Thánh Thần bằng ân sủng của Chúa. Xin gìn giữ chúng con với sự tốt lành và giúp chúng con luôn kiện toàn thánh ý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Sau đây là phần công bố hồ sơ khởi sự án phong thánh. Hồ sơ này gồm có tiểu sử tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bangkok cho Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết, thư chấp thuận việc chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh. Hai công trình lớn mà Đức cha Lambert để lại cho giáo hội là hàng giáo sĩ Việt Nam và dòng mến thánh giá. Để bắt đầu, xin mời Thầy Giuse Nguyễn Duy Kết, chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc và Sơ Mata Nguyễn Thị Thiên Hương, dòng mến thánh giá Chợ Quán, công bố bản tóm tắt cuộc đời và sứ vụ của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tiểu sử tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đồng sáng lập Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, đại diện Tông Tòa Tiên Khởi Đàng Trong, người khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam, đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, đấng sáng lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte chào đời vào tháng 1 năm 1624 tại Lisieux, thuộc vùng Normandy, Pháp, trong một gia đình quý tộc công giáo đạo đức và được rửa tội ở nhà thờ Saint-Jacques, được nuôi dưỡng trong một môi trường quen thuộc với những hoạt động của giới công giáo nhiệt thành. Năm mới lên 9 tuổi, Ngài đã hình thành ý tưởng về một lối sống dành cho những ai muốn theo đường trọn hảo, được gọi là những người mến thánh giá. Sau quãng thời gian dài theo học tại trường dòng tên, năm 22 tuổi, Ngài trở thành cố vấn tại Tòa án Thuế vụ Rouen. Tại đây, được cha Enneuf dòng tên làm linh hướng, Pierre Lambert theo đuổi một thói quen đạo đức rất nghiêm ngặt. Vào cuối năm 1654, nhờ ông Jean de Bernier, một giáo dân rất nhiệt thành và thánh thiện hướng dẫn, Ngài tham gia nhiều hội đoàn đạo đức. Qua trung gian của vị này, Pierre Lambert ao ước đi truyền giáo ở Canada. Sau một chuyến hành hương, Ngài quyết định rời bỏ Tòa án Thuế vụ để theo đuổi lối sống mới. Thế rồi, chương trình truyền giáo ở Canada bị hủy bỏ. Dù vậy, Ngài vẫn xin gia nhập hàng giáo sĩ. Cuối mùa thu năm 1655, Ngài bước vào kỳ tĩnh tâm dài 40 ngày chuẩn bị trở thành linh mục và được thụ phong ngày 27 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa Béziers. Đầu năm 1656, cha Pierre Lambert được mời làm giám đốc trung tâm từ thiện Rouen. Sau khi đi hành hương và làm tuần cửu nhật xin ơn soi sáng, Ngài quyết định nhận công việc này. Tại đây, Ngài tự đặt ra cho mình một lịch trình làm việc đầy kỷ luật, dành 4 đến 5 giờ mỗi ngày để nguyện ngắm, chuẩn bị thánh lễ buổi sáng, còn buổi tối cầu nguyện trước thánh thể. Ngài sống rất thanh đạm,
ăn và ngủ rất ít để dành thời gian cho công việc và học hỏi thần học cùng với một vị linh mục giáo sư người Ireland rất thông thái. Trong thời gian này, Ngài còn được hai linh mục là cha Simon Anle, dòng bé mọn, và cha Enerf, dòng tên, hướng dẫn đời sống tâm linh. Năm 1657, nhân một chuyến đi Paris xin tài trợ cho trung tâm từ thiện của mình, cha Lambert khám phá chương trình truyền giáo tại Việt Nam do cha Đắc Lộ khởi xướng. Vì ước mong được đi truyền giáo ở Viễn Đông, tháng 11 năm ấy, Ngài đến Roma và gặp cha François Palu, vị đại diện tông tòa tương lai của đằng ngoài. Ngày 29 tháng 7 năm 1658, Ngài được Đức Giáo Hoàng Alexander thứ Bảy đặt làm giám mục hiệu tòa Berit. Ngày 9 tháng 9 năm 1659, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Đàn Trông và vùng Duyên Hải miền Nam Trung Hoa, còn Đức cha François Banlieu làm đại diện tông tòa Đàn Ngoài. Chỉ một tuần sau khi được tấn phong giám mục vào ngày 11 tháng 6 năm 1660, Đức cha Pierre Lambert đã nhanh chóng lên đường sau một chuyến đi đầy gian khổ và nguy hiểm kéo dài hơn 2 năm kể từ ngày rời khỏi Paris. Đức cha Lambert cùng hai vị linh mục thừa sai đặt chân đến Ayutthaya, kinh đô Vương quốc Sim vào ngày 22 tháng 8 năm 1662. Vì giáo hội Việt Nam lúc đó đang bị cấm đoán, nên Đức cha Lambert quyết định đặt nhiệm sở tại Ayutthaya. Ngay lập tức, Ngài bắt tay thực hiện chương trình truyền giáo chưa từng có tiền lệ trong vùng Viễn Đông. Tại Ayutthaya, cùng với Đức cha Banlieu, Ngài tổ chức công nghị đầu tiên vào cuối tháng 2 năm 1664. Một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động loan báo tin mừng ở châu Á. Hoa trái lớn nhất của công nghị này là việc thành lập chủng viện Ayutthaya, tiền thân của chủng viện Penang ngày nay, do Đức cha Pierre Lambert thực hiện, và việc soạn thảo huấn thị nhắn nhủ các thừa sai thường được gọi là Monita. Chính tại Ayutthaya, Đức cha Lambert đã sớm nhận ra tầm quan trọng của các linh mục bản xứ đối với hoạt động truyền giáo trong bối cảnh giáo hội bị bách hại. Do vậy, Ngài đã mạnh dạn phong chức linh mục cho 4 thầy giảng người Việt đầu tiên vào năm 1668, khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam. Dù đã có một số linh mục hoạt động trong xứ sở, nhưng trách nhiệm của một mục tử không cho phép Ngài sống xa giáo đoàn. Bất chấp mọi nguy hiểm và cấm đoán, ngày 30 tháng 8 năm 1669, Đức cha Lambert cùng hai linh mục thừa sai đến cửa biển Đàn Ngoài. Đầu năm 1670, Đức cha thành lập Hiệp hội các tín hữu nam nữ mến thánh giá. Trong khoảng thời gian này, trên một chiếc thuyền được cải dụng thành chủng viện nổi, Ngài đã phong chức cho 7 linh mục Việt Nam khác nữa. Ngày 14 tháng 2, với tư cách giám quản tông tòa Đàn Ngoài, Ngài khai mạc công nghị phố hiến, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tổ chức giáo hội Việt Nam. Ngày 19 tháng 2, ngay trước khi lên đường, Ngài còn nhận lời khấn của hai nữ tu mến thánh giá đầu tiên tại phố hiến, khai sinh dòng mến thánh giá. Tháng 1 năm 1671, Đức cha Lambert lâm bệnh nặng và vua Sim đã đích thân gửi ngự y đến chữa trị. Mặc dù sức khỏe yếu kém, ngày 20 tháng 7, Ngài vẫn xuống thuyền đi Đàn Trông cùng với hai vị thừa sai và hai linh mục người Việt. Ngày 30 tháng 8, thuyền cập bến gần Nha Trang. Sau đó ít lâu, Ngài lại phải nằm liệt giường trong khoảng 5 đến 6 tuần lễ. Trước lễ Giáng sinh, Đức cha Lambert đã thành lập dòng mến thánh giá An Chỉ, Quảng Ngãi, một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng giáo hội Đàn Trông. Giống như trong chuyến kinh lý Đàn Ngoài, ngày 19 tháng 1 năm 1672, Đức cha Lambert đã khai mạc công nghị Hội An. Ngày 26 tháng 3 năm 1672, Ngài lên đường trở lại Vương quốc Sim cùng với 10 tiểu chủng sinh Đàn Trông. Sau khi trở về Ayutthaya, Ngài thành lập dòng mến thánh giá Thái Lan vào tháng 9.
Tháng 5 năm 1673, Đức cha Pali từ châu Âu trở lại Ayutthaya lần thứ hai. Ngày 18 tháng 10, Đức cha Lambe cùng Đức cha Pali được vua Xiêm tiếp kiến rất trọng thể với tư cách đại diện của vua Pháp và của Đức Giáo Hoàng. Ngày 22 tháng 2 năm 1674, Đức cha Lambe nhận được tin vui từ đằng trong. Chúa Nguyễn cho phép đạo Công giáo được tự do và mời ngài đến cư trú ở Hội An hoặc gần đó. Theo lời mời của Chúa Nguyễn Phúc Tần, ngày 6 tháng 9 năm 1675, Đức cha Lambe cùng hai linh mục người Pháp cập bến Hội An. 10 ngày sau, ngài đặt chân đến kinh đô Huế. Sau hơn 7 tháng được tự do hoạt động tại đằng trong, Đức cha rời khỏi vùng đất mà ngài rất gắn bó vào ngày 22 tháng 4 năm 1676. Trong chuyến mục vụ này, Đức cha Lambe đã thăm viếng rất nhiều cộng đoàn, cử hành bí tích cho các tín hữu, phong chức cho một linh mục người Việt, nhận lời khấn của nhiều nữ tu, chữa lành một em bé và trừ tà cho một phụ nữ bị quỷ ám. Trở lại Ayutthaya ngày 12 tháng 5 năm 1676, Đức cha Lambe cùng phái đoàn của ngài được hân hoan chào mừng. Đoàn người tiến vào thánh đường hát kinh Te Deum cảm tạ Thiên Chúa. Sau chuyến đi đằng trong lần thứ hai, sức khỏe của Đức cha Lambe vốn đã yếu kém từ lâu, nay càng thêm suy giảm. Do phải chịu đựng những cơn đau kéo dài, ngài dần dần rút lui vào cô tịch để suy niệm và gắn bó mật thiết với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngày 15 tháng 6 năm 1679, lúc 4 giờ sáng, Đức cha Pierre Lambe phó thác linh hồn trong tay Chúa tại chủng viện Thánh Giuse ở Ayutthaya, hưởng dương 55 tuổi sau gần 17 năm dành hết công sức xây dựng giáo hội tại Á Châu. Đức cha Pierre Lambe de la Motte, vị đại diện tông tòa tiên khởi đàng trong, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống giáo hội Việt Nam. Với tinh thần hiệp hành được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức các công nghị quan trọng, qua việc phong chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên và việc thành lập hội dòng Mến Thánh Giá, ngài không chỉ đặt nền móng vững chắc, nhưng còn đem lại cho giáo hội Việt Nam một cơ cấu tổ chức phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội đương thời. Linh đạo thập giá gắn liền với hy tế và những khổ đau của Chúa Kitô chịu đóng đinh mà ngài từng đề cao đã truyền cảm hứng cho các tín hữu Việt Nam, nhất là các thánh tử đạo, trong những lúc giáo hội gặp thử thách ngặt nghèo. Những hoạt động của Đức cha Lambe không chỉ có ý nghĩa lớn lao đối với giáo hội Việt Nam, nhưng còn đối với nhiều giáo hội khác ở châu Á. Và đời sống thấm nhuần các giá trị tin mừng của ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tín hữu về sau qua mẫu gương của một vị mục tử hết lòng vì giáo đoàn và một môn đệ luôn sẵn sàng vác thập giá mình theo Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Giờ đây, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao, thư ký Tòa Giám mục Phan Thiết, công bố thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bangkok cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Thư chuyển giao thẩm quyền Tòa Giám mục Bangkok số SB 331/2020. Tôi ký tên dưới đây là Hồng Y Francisco Xavier Kriensak Kovi Thavani, Tổng Giám mục Bangkok, Thái Lan. Tôi được biết Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn khởi sự án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha François Balu, đại diện tông tòa địa phận đàng ngoài Việt Nam, và Đức cha Pierre Lambe de la Motte, đại diện tông tòa địa phận đàng trong Việt Nam, vì các nhân đức anh hùng, đời sống thánh thiện và giáo huấn thiêng liêng của các ngài. Với tư cách Tổng Giám mục Bangkok, nơi tôi tới Chúa, Đức cha Pierre Lambe de la Motte qua đời, tôi đồng ý với lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Việt Nam và đồng thuận với Bộ Phong Thánh để chuyển năng quyền thụ lý hồ sơ
án phong thánh Đức cha Pierre Lambert de La Motte cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, theo huấn thị Sanctorum Mater Mẹ Các Thánh, điều 22 triệt 2, ban hành năm 2007 bởi Bộ Phong Thánh. Và sau khi nhận được thư Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng thỉnh cầu, tôi chuyển năng quyền cho ngài vào ngày 15 tháng 5 năm 2020. Đức cha Pierre Lambert de La Motte là đại diện tông tòa tiên khởi địa phận Đàng Trong. Ngài cũng hoạt động tích cực cho miền truyền giáo Đàng Ngoài và đã lập cộng đoàn đầu tiên của dòng Mến Thánh Giá vào tháng 2 năm 1670. Đời sống và giáo huấn thiêng liêng của ngài hiển nhiên có giá trị cao quý đối với tất cả chúng ta ngày nay. Vì thế, ngài xứng đáng được giáo hội tôn vinh là tôi tớ Chúa, là chân phước và là thánh trong thời gian sắp tới. Tổng giáo phận Bangkok sẽ hết lòng nâng đỡ và cộng tác với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong mục đích này. Nguyện xin Thiên Chúa không ngừng ban ơn phúc dồi dào cho quý vị, tuôn đổ trên quý vị sức mạnh, sự kiên trì và khôn ngoan để thực hiện sứ mạng đáng kính và cao cả này. Làm tại Bangkok ngày 18 tháng 5 năm 2020, trong Đức Kitô, Hồng y Francisco Xavier Crensac Covi Thavani, Tổng giám mục Bangkok, Linh mục Ferro Braju Sri Charoen trưởng ấn. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố thư chấp nhận việc chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh. Bộ Phong Thánh số 3543-1/20. Giáo phận Phan Thiết, án phong chân phước và phong thánh, tôi tớ Chúa Pierre Lambert de La Motte, thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, giám mục hiệu tòa Berit, đại diện tông tòa Đàng Trong Cochin Chine. Đức cha rất đáng kính Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã thỉnh cầu với Bộ Phong Thánh để cuộc điều tra cấp giáo phận về đời sống và các nhân đức, cũng như về danh tiếng thánh thiện và về các dấu lạ của tôi tớ Chúa Pierre Lambert de La Motte, thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, giám mục hiệu tòa Berit, đại diện tông tòa Đàng Trong, có thể được tiến hành nơi giáo phủ của Đức cha, mặc dù vị tôi tớ Chúa này qua đời trong lãnh thổ của Tổng giáo phận Bangkok. Bộ Phong Thánh chú ý đến các trường hợp đặc biệt được nêu trong đơn thỉnh cầu, cũng như sự đồng ý của Đức Hồng y Francis Xavier Crensac Covi Thavani, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bangkok, chấp thuận đối với đặc ân theo như lời thỉnh cầu, trong khi lưu giữ, tuân giữ mọi đòi hỏi khác theo như luật định, dù có bất cứ điều gì trái ngược đều không cản trở. Làm tại Roma, từ văn phòng Bộ Phong Thánh, ngày 12 tháng 1 năm 2023, Hồng y Marcellus Semeraro, Bộ trưởng, Fabius Fabene, Tổng giám mục hiệu tòa Phalicus, thư ký. Giờ đây, chúng ta chính thức bắt đầu phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte. Phiên khai mạc này diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết, lúc 6 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2024, năm thứ 10 triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tòa án bao gồm: 1. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, giám mục đương quyền của vụ án. 2. Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, đại diện giám mục đương quyền của vụ án. 3. Cha Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, đại diện tư pháp giáo phận Phan Thiết, biện lý vụ án. 4. Cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, đại diện tư pháp giáo phận Xuân Lộc, lục sự vụ án. 5. Sơ Mát Ta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, phó lục sự vụ án.
Tất cả các thành viên ban điều tra vụ án đều được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết bổ nhiệm theo giáo luật. Trước hết là việc công bố hồ sơ của phiên tòa gồm 1. Thỉnh nguyện thư xin phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. 2. Biên bản đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 3. Bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh. 4. Sắc chỉ mở án của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Hiện diện nơi đây hôm nay cũng có cha Geronimo Bùi Thiền Thảo, linh mục dòng Đa Minh, được Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên của vụ án. Với vai trò cáo thỉnh viên, ngày 14 tháng 8 năm 2023, cha Geronimo Bùi Thiền Thảo đã đệ trình thỉnh nguyện thư lên Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, xin Đức cha khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Giờ đây, xin mời cáo thỉnh viên công bố thỉnh nguyện thư. Thỉnh nguyện xin tuyên phong chân phước và hiện thánh Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, sinh năm 1624, qua đời năm 1679, đại diện tông tòa Tiên Khởi Đàng Trong. Kính trình Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết. Kính thưa Đức cha, con là Geronimo Bùi Thiền Thảo, linh mục dòng Đa Minh, được Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên án tuyên phước và tuyên thánh Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Xin đề trình Đức cha thỉnh nguyện dưới đây. Thưa Đức cha, vì thỉnh nguyện khá dài và vì thời gian khá eo hẹp, con xin bỏ qua phần mở đầu và phần một về lý do chậm trễ trong việc mở án tuyên phước và tuyên thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte để chuyển sang phần thứ hai, những đóng góp của Đức cha Pierre Lambert đối với Giáo hội Việt Nam. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte là một vị mục tử đã sống hết tình cho vùng truyền giáo của mình. Chỉ một tuần sau khi được tần phong giám mục, Ngài đã nhanh chóng lên đường đến nhiệm sở, rồi lưu trú tại đó cho đến khi qua đời. Trong suốt gần 17 năm thực hiện chức năng của một vị đại diện tông tòa tại Ả Châu, Ngài đã cống hiến cho Giáo hội Việt Nam 3 công trình quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của một giáo hội non trẻ. Thứ nhất, tổ chức giáo hội và định hướng hoạt động. Ngay từ năm 1664, hai vị đại diện tông tòa Pierre Lambert de Lamotte và François Panlui đã tổ chức công nghị đầu tiên ở kinh đô Ayutthaya nhằm hoạch định chương trình cụ thể cho việc loan báo tin mừng ở vùng Viễn Đông theo những chỉ dẫn của huấn thị, nhắn nhủ các vị đại diện tông tòa đàng ngoài và đàng trong do Thánh Bộ Truyền Giáo ban hành năm 1659. Hoa trái quý giá nhất của công nghị này là việc soạn thảo bản huấn thị nhắn nhủ các thừa sai do hai vị đại diện tông tòa chấp bút và hoàn tất vào năm 1665, được Đức Thánh Cha Clemens thứ 9 khen ngợi. Và vào năm 1669, huấn thị này được Thánh Bộ Truyền Giáo cho xuất bản bằng kinh phí của mình. Về thực hành, ngay từ sớm, Đức cha Pierre Lambert đã tìm cách gửi một số linh mục người Pháp đến hoạt động không chỉ ở đàng trong, vốn thuộc nhiệm sở của mình, nhưng còn cả ở đàng ngoài, giúp Đức cha François Panlui. Vì lợi ích của giáo hội, Ngài mời gọi tất cả các thừa sai, không phân biệt quốc gia hay truyền thống tu trì, cùng chia sẻ một cánh đồng truyền giáo. Nhờ vậy, sứ đàng ngoài còn được đón nhận tin mừng từ những anh em dòng giảng thuyết người Tây Ban Nha. Mặc dù gặp nhiều khó khăn,
nhưng Ngài vẫn thực hiện được ba chuyến viếng thăm mục vụ ở Việt Nam đầy ý nghĩa. Trong chuyến thăm đàng ngoài năm 1669-1670, Ngài đã triệu tập công nghị phổ hiến. Nét độc đáo nhất của công nghị này là bàn đến việc tổ chức nhà Đức Chúa Trời, hội các thầy giảng và các chức việc của họ đạo mà theo cha Nguyễn Hồng không thể nào tìm thấy ở các giáo hội khác. Trong chuyến viếng thăm đàng trong lần thứ nhất năm 1671-1672, Đức cha cũng cho triệu tập công nghị Hội An nhằm khẳng định quyền bính của Tòa Thánh mà Ngài là người đại diện, đồng thời chấn chỉnh những sai phạm, sửa chữa những sai lầm và nhất là giải quyết những xung đột đang chia rẽ giáo hội địa phương một cách nghiêm trọng. Nhờ những công nghị này mà giáo hội Việt Nam được tổ chức một cách chặt chẽ và nhất quán, gắn bó mật thiết với truyền thống giáo hội Công giáo La Mã, có đường hướng rõ ràng, lại được cả tín hữu nhiệt thành cộng tác đắc lực. Do vậy, đã tạo tiền đề cho sự ổn định và phát triển về sau, ngay cả trong thời bất hại. Thứ hai, khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam. Mặc dù được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa đàng trong, nhưng phần lớn thời gian, Đức cha Pierre Lambert lưu trú ở Thái Lan do tình hình ở Việt Nam quá khó khăn. Nhận thấy tầm quan trọng của các linh mục bản xứ đối với công cuộc loan báo tin mừng trong bối cảnh giáo hội bị cầm đoán, các vị thừa sai gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Ngay từ năm 1665, Đức cha Pierre Lambert đã khởi động thành lập chủng viện Ayutthaya. Bên cạnh đó, huấn thị nhắn nhủ các thừa sai còn nhấn mạnh việc đào tạo linh mục bản xứ như một hoạt động ưu tiên của các thừa sai. Chính Đức cha Pierre Lambert kể từ năm 1667 đã đón nhận nhiều thầy giảng người Việt do một số vị thừa sai ở đàng trong và đàng ngoài tuyển chọn gửi đến chủng viện Ayutthaya. Ngài đã cho cả thầy giảng này bồi dưỡng thần học trong một thời gian ngắn, rồi mạnh dạn phong chức linh mục cho họ, mặc dù họ còn nhiều khiếm khuyết về mặt tri thức. Các vị linh mục này là hoa trái đầu mùa của giáo hội Việt Nam. Đây là công trình tâm huyết nhất của Đức cha Pierre Lambert, vì trong di chúc, Ngài để lại toàn bộ tài sản của mình nhằm duy trì chủng viện đàng trong. Thứ ba, sáng lập dòng mệnh thánh giá. Dòng mệnh thánh giá do Đức cha Pierre Lambert thành lập không chỉ được vinh dự là dòng tu đầu tiên ra đời trên đất Việt, nhưng còn là một trong những dòng tu sớm nhất của các xứ truyền giáo dành cho người bản xứ. Đức cha Lambert đã sớm nhận ra vai trò không thể thiếu của những cộng tác viên âm thầm và trân trọng sự đóng góp của họ trong công cuộc loan báo tin mừng thông qua hoạt động bác ái giữa một thế giới đầy thù nghịch với giáo hội. Linh đạo của họ cũng chính là lối sống mà Đức cha Pierre Lambert đã từng ấp ủ khi còn nhỏ tuổi, siêng năng suy gẫm những đau khổ của Chúa Kitô như cách thức hữu hiệu nhất để hiểu biết và yêu mến Chúa, đồng thời làm việc đền tội và chuyên cần cầu nguyện để dự phần vào những đau khổ của Chúa Kitô, cũng như xin ơn hoán cải cho lương dân. Đức cha Pierre Lambert đã để lại một di sản thiêng liêng và ăn sâu vào lịch sử giáo hội Việt Nam. Tầm nhìn sáng tạo trong việc định hướng và tổ chức giáo hội, hành động quyết đoán trong việc phong chức linh mục cho người Việt và việc thành lập dòng mệnh thánh giá, minh chứng cho nhiệt tâm loan báo tin mừng và đức tin không hề lay chuyển của Ngài. Con xin phép được bỏ qua phần 3, những nhân đức của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, để chuyển qua phần thứ 4, hoa trại thánh thiền của Đức cha Pierre qua một vài phép lạ. Về đời sống thánh thiền của Đức cha Pierre Lambert, cần phải kể đến một số phép lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện nhờ lời khẩn cầu của Ngài. Cuối năm 1663, Ngài đã cứu sống một chú bé ngoại giáo ở Ayutthaya
đang hấp hối. Chú bé này được rửa tội ngay lập tức với tên thánh Anton, và sau đó cha mẹ em cùng bốn người lớn khác nữa xin rửa tội. Những người này xin gia nhập giáo hội là bằng chứng rõ ràng về việc chú bé Anton được cứu sống là nhờ ơn thành Chúa giúp qua lời khẩn cầu của đức cha Pierre Lambert. Phép lạ thứ hai là một em bé ở Huế đã tắc thở, được hồi sinh cũng nhờ lời khẩn cầu của đức cha Pierre Lambert trong chuyến thăm mục vụ đàng trong lần thứ hai của ngài. Theo cha Vache, một linh mục thừa sai cùng đồng hành với đức cha Pierre Lambert, việc chú bé Ferro được cứu sống nhờ lời khẩn cầu của đức cha Lambert đã khiến cho hơn 50 người trong gia đình, họ hàng và thân hữu của cha mẹ em đã xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Cùng trong chuyến đi này, đức cha Pierre còn trừ tà cho một phụ nữ bị quỷ ám, mặc dù ngài không trực tiếp gặp người ấy. Sau khi đức cha Pierre Lambert qua đời, theo tường thuật của cha Vache, một thanh niên khiếm thị ở chung viện Ayutthaya được chữa lành nhờ viếng mộ ngài và cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Khi nói về cuộc đời và công trình của đức cha Pierre Lambert, chúng ta không thể bỏ qua di sản tâm linh to lớn mà ngài đã để lại, và di sản này tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ. Thứ năm, di sản tâm linh của đức cha Pierre Lambert. Trong bản thảo cuốn tiểu sử đầu tiên viết về đức cha Pierre Lambert, cha Jacques-Jacques de Prisassier, bề trên hội thừa sai hải ngoại, đã vẽ nên một bức chân dung sống động về vị đại diện tông tòa tiên khởi đàng trong. Còn xin trích dẫn: những ai đã từng quen biết ngài ở châu Âu và phương Đông đều biết tài năng của ngài được tôi luyện đến mức nào, lòng can đảm của ngài vĩ đại ra sao, ngài điều hành mọi việc khôn khéo như thế nào, với một đức tin bao la, đức cậy vững vàng, đức ái dịu ngọt, lòng nhiệt thành hăng say, chuyên cần trong nguyện ngắm, vững vàng trong nhẫn nại, khổ hạnh trong lối sống, tinh tuyền trong ý hướng, và lòng khiêm nhường sâu sắc giữa biệt bao tài năng, ơn lành và những nhân đức mà Thiên Chúa đã vui lòng tô điểm cho ngài, để biến ngài thành một khí cụ xứng đáng với những chương trình cao cả nhất của Chúa trong việc hoán cải lương dân ở tận cùng thế giới. Bức chân dung của đức cha Pierre Lambert do cha de Prisassier phác họa phảng phất hình ảnh vị giám mục lý tưởng mà sau này đức thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị diễn tả trong tông huấn mục tử của đoàn chiên. Trong tài liệu này, đức thánh cha trình bày một vị mục tử hết lòng với đoàn chiên, lưu tâm đến sự hiệp nhất của giáo hội, có đời sống tâm linh sâu sắc, kiên trì phục vụ tha nhân và phụng sự tin mừng. Những phẩm tính này được thể hiện một cách rõ nét trong cuộc đời đức cha Pierre Lambert. Đời sống và sứ vụ của đức cha Pierre Lambert trên quê hương Việt Nam mang dấu ấn sâu sắc của tinh thần hợp tác và đồng trách nhiệm. Những sáng kiến của ngài như việc tổ chức hai công nghị với sự góp mặt của nhiều thành phần dân Chúa, việc phong chức cho những linh mục Việt Nam đầu tiên và việc thành lập dòng Mền Thánh Giá minh chứng cho ước muốn cháy bỏng của ngài về một giáo hội được xây dựng dựa trên sự hiệp thông và tham gia. Những điều này vang vọng âm hưởng chủ đề của Thường Hội đồng Giám mục năm 2023, vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Đức cha Pierre Lambert luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng nói của các tín hữu, đề cao vai trò của các linh mục địa phương, đồng thời khích lệ nữ giới tích cực góp phần vào sứ vụ giáo hội. Chính ngài đã kiến tạo một không gian sao cho tất cả mọi người đều có thể sống và diễn tả đức tin. Sống trong một đất nước còn xa lạ với những giá trị của tin mừng, việc khám phá những đóng góp to lớn cho giáo hội Việt Nam
cũng như các nhân đức của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, không chỉ có giá trị đối với các mục tử mà thôi, nhưng còn có ý nghĩa tích cực, góp phần thăng tiến đời sống tâm linh của mọi tín hữu. Lòng yêu mến Chúa Kitô chịu đồng đinh theo gương Thánh Phaolô, nhiệt tâm loan báo tin mừng theo gương Thánh Francisco Xavier, lòng trắc ẩn đối với những người nghèo khổ theo gương Thánh Vincent de Paul, và tinh thần hội nhập văn hóa là vốn là những điểm sáng trong đời sống của Đức cha Pierre Lambert. Những điều này sẽ là một lời khích lệ và là động lực giúp cả tín hữu trở thành nhân chứng tin mừng cho con người ngày nay. Với những yếu tố được trình bày trên đây, chúng con mạo muội kính xin Đức cha cho khởi sự cuộc điều tra cấp giáo phận an phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, với hy vọng gương sáng về đời sống thánh thiện và nhiệt tâm loan báo tin mừng của Ngài sẽ khơi dậy sức sống năng động cho giáo hội Việt Nam nói riêng và nhiều giáo hội ở châu Á nói chung. Làm tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023, Cao Thiền Viên, Linh Mục Geronimo Bùi Thiện Thảo, dòng Đa Minh, thuộc tu viện Mai Khôi 44 Tú Xương, Đại Ký. Thiện nguyện viên Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ân ký. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố biên bản đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam số 00723, biên bản về việc mở án cấp giáo phận xin phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tại hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2023, từ ngày 18 tới ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lắng nghe Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, trình bày về việc mở án xin phong chân phước và phong thánh cấp giáo phận cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte dựa trên sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh số 35431/20 ký ngày 12 tháng 1 năm 2023. Các giám mục đã biểu quyết đồng thuận để Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng mở án phong thánh cấp giáo phận cho Đức cha Lambert. Kết quả biểu quyết 29/29 giám mục hiện diện đồng ý. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh. Bộ Phong Thánh số 35434/23, Roma ngày 29 tháng 11 năm 2023, với văn thư số PT112-2023-09-2101, đề ngày 21 tháng 9 năm 2023, Đức cha đã hỏi Bộ Phong Thánh liệu xem có điều gì từ phía Tòa Thánh ngăn cản việc phong chân phước và phong thánh cho tôi tớ Chúa Pierre Lambert de Lamotte thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, Giám mục Hiệu Tòa Berit, đại diện Tông Tòa Đàng Trong, đã qua đời vào năm 1679. Sau khi xem xét vấn đề, tôi vui mừng thông báo với Đức cha rằng về phía Tòa Thánh không có gì ngăn cản việc tiến hành án phong chân phước và phong thánh cho tôi tới Chúa Pierre Lambert de Lamotte nói trên, theo những nguyên tắc phải tuân giữ trong các cuộc điều tra được thực hiện bởi giám mục trong các vụ án phong thánh được xuất bản vào ngày 7 tháng 2 năm 1983, Hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Marcellus Semeraro, Hồng y Bộ trưởng Fabius Fabene, Tổng giám mục Hiệu tòa Falicus Thư ký. Giờ đây, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố sắc chỉ của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết,
về việc mở án và việc thiết lập tòa án điều tra án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tòa giám mục Phan Thiết, số BT 235-26-23-12-14-01, xác chỉ về việc khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cấp giáo phận. Sau khi đã xem xét và đánh giá thỉnh nguyện thư của cha Geronimo Bùi Thiện Thảo, linh mục dòng Đa Minh, để trình ngày 14 tháng 8 năm 2023 về việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đại diện tông tòa tiên khởi Đàng Trong, cùng với việc đón nhận ý kiến đồng thuận của các đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam biểu quyết ngày 19 tháng 9 năm 2023 và của Tòa Thánh với bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh làm ngày 29 tháng 11 năm 2023 và không thấy có gì trái ngược. Tôi, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, ban hành xác chỉ khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cấp giáo phận, làm tại Phan Thiết ngày 14 tháng 12 năm 2023, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, linh mục Gioan Viene Dương Nguyên Kha trưởng ấn. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố xác chỉ thiết lập tòa án điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tòa giám mục Phan Thiết, số PT 235-26-23-12-14-02, xác chỉ về việc thiết lập tòa án và bổ nhiệm các thành viên ban điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, để bắt đầu tiến trình điều tra những nhân đức anh hùng và đời sống thánh thiện của tôi tớ Chúa chiếu theo những quy tắc đặc biệt mà cuộc điều tra cấp giáo phận phải tuân theo trong các vụ án phong chân phước và phong thánh được thiết lập trong những văn kiện hiện hành. Trong xác chỉ này, tôi ban hành quyết định bổ nhiệm những thành viên điều tra của tòa án cấp giáo phận. 1. Linh mục Giuse Hồ Sĩ Hữu, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, làm đại diện giám mục đương quyền của vụ án. 2. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, đại diện tư pháp giáo phận Phan Thiết, làm biện lý của vụ án. 3. Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Việt, đại diện tư pháp giáo phận Xuân Lộc, làm lục sự của vụ án. 4. Nữ tu Marta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, làm phó lục sự của vụ án. Quyết định bổ nhiệm này đã được thông báo cho tất cả các điều tra viên nói trên để họ có mặt vào lúc 6 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao và để họ bắt đầu trách nhiệm qua việc tuyên thệ và tham dự phiên khai mạc. Cùng với việc ban hành xác chỉ này, tôi mời gọi tất cả anh chị em tín hữu cung cấp bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ án. Tôi cũng mời gọi cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận tích cực cầu nguyện cho án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte được tiến triển tốt đẹp theo thánh ý Chúa, làm tại Phan Thiết ngày 14 tháng 12 năm 2023. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, linh mục Gioan Viene Dương Nguyên Kha trưởng ấn. Chiếu theo huấn thị Sanctorum Mater, điều 86, phiên họp đầu tiên của cuộc điều tra tiến hành để tất cả nhân viên điều tra tuyên thệ được Đức giám mục giáo phận chủ trì. Giờ đây, xin kính mời Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Phan Thiết, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ.
Tôi, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, được Tòa Thánh chuẩn nhận và ủy thác chủ trì cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, đại diện giám mục đương quyền của vụ án, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Linh Mục Giuse Hồ Sĩ Hữu, được Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo phận Phan Thiết bổ nhiệm, làm đại diện Đức Giám Mục trong cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tới Chúa, Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, biện lý vụ án, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, được Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo phận Phan Thiết bổ nhiệm làm biện lý trong cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, lục sự vụ án, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Linh Mục Phêrô Nguyễn Quốc Việt, được Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo phận Phan Thiết, bổ nhiệm làm lục sự trong cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời Sơ Mát Ta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Lục sự vụ án,
tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, nữ tu Mát Ta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, thuộc dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, được Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, bổ nhiệm làm Phó Lục sự trong cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tới Chúa, Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh Giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của Giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách Phúc Âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Geronimo Bùi Thiền Thảo cáo thỉnh viên trình danh sách những chứng tá và nhân chứng để điều tra thẩm vấn cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết. Và xin mời cha cáo thỉnh viên tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Linh Mục Geronimo Bùi Thiền Thảo, thuộc dòng Đa Minh, được Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên cho án phong chân phước và phong thánh của tôi tới Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với Giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh Giáo hội. Tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của Giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách Phúc Âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Giờ đây, cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, lục sự của vụ án, sẽ tóm kết phiên khai mạc hôm nay. Xin mời cha. Trọng kính Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, giám mục đương quyền án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, chủ tọa phiên khai mạc. Trọng kính Đức cha Joseph Chusat Sirisut, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và cha Etienne Frecon, phó tổng quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể quý ông bà anh chị em. Phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre de Lamotte đã hoàn thành. Hồ sơ phiên khai mạc gồm: thứ nhất, thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng y Tổng giám mục Bangkok; thứ hai, thư chấp nhận việc chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh; 3. Thỉnh nguyện thư của cáo thỉnh viên; 4. Biên bản đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc để Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng mở án phong thánh cấp giáo phận cho Đức cha Lambert; 5. Xác chỉ bổ nhiệm cáo thỉnh viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam; 6. Bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh; 7. Xác chỉ khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cấp giáo phận; 8. Xác chỉ thành lập ban điều tra cấp giáo phận và bổ nhiệm các thành viên; 9. Các bản tuyên hứa trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ có chữ ký của các thành viên ban điều tra vụ án và của cáo thỉnh viên; và 10. Bản tóm kết đang được công bố này. Sau phiên khai mạc hôm nay,
các thành viên ban điều tra, các chuyên gia lịch sử và thần học sẽ triển khai các cuộc họp để thẩm định các chứng từ, thu thập bằng chứng, thẩm tra các nhân chứng để không bỏ sót bất cứ điều gì liên quan đến vụ án. Thời gian và địa điểm của các phiên họp tiếp theo sẽ được thông báo đến các thành viên ban điều tra bằng các sắc lệnh triệu tập. Sau khi hoàn thành các cuộc điều tra, Đức Giám mục có thẩm quyền, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng sẽ cử hành phiên tòa bế mạc và ban hành sắc chỉ kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận. Sau đó, tất cả hồ sơ sẽ được niêm phong và chuyển sang bộ phong thánh để tiến hành cuộc điều tra cấp Roma. Phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte tới đây đã kết thúc. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, nhờ Đức Kitô Chúa chúng